Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Sư Tôn Thiện Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Trụ Trì Chùa Minh Hiệp. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 24 tháng 7, chúng ta đang có mặt tại Chùa Minh Hiệp. Sáng hôm nay chúng ta đã dự lễ rồi, chiều hôm nay thì chúng ta tiếp tục nghe thuyết giảng nữa. Và hôm nay là một ngày hết sức trọn vẹn, chúng ta đến với khóa tu. Chúng ta tham gia những thời khóa của Đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh. Quý Phật tử cảm thấy mình có hạnh phúc, có an lạc không ạ? Có không ạ? Dạ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, mỗi độ Vu Lan về thì đều cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người con hiếu hạnh, những người con có trái tim của hiếu thảo, thổn thức về công ơn trời biển của cha và mẹ. Và có thể nói Vu Lan là một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong Đạo Phật cũng như trong đời sống của con người. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều người họ không phải là đệ tử Phật, họ chưa quy y, thậm chí họ không có tôn giáo. Tuy nhiên mỗi độ Vu Lan về họ vẫn tới chùa để dự lễ. Mỗi độ Vu Lan về họ lại hướng đến ông bà cha mẹ hiện tiền cũng như ông bà cha mẹ quá vãng. Vì thế đã từ rất là lâu rồi, Đại lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ dành riêng cho những người đệ tử Phật mà nó còn dành chung cho những người có trái tim hiếu thảo, hiếu hạnh. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên là một điều trong Vu Lan này, chúng ta sẽ hướng tâm đến thế giới bao la rộng lớn. Ngoài kia có rất nhiều những ơn nghĩa. Tuy nhiên trong thế giới bao la ơn nghĩa đó thì vẫn có một ơn nghĩa mãi mãi chúng ta không thể quên và mãi mãi chúng ta không thể nói hết được. Đó chính là ơn cha và nghĩa mẹ. Nên khi nói đến Vu Lan thì chúng ta nhắc đến sự hiếu nghĩa của những người con, những người cháu đối với ông bà, đối với cha mẹ. Và đây có thể nói là một bản sắc đạo đức rất là ý nghĩa của những người trong Đạo Phật cũng như những người dân Á Đông. Theo quy luật tâm lý tự nhiên của con người, nếu chúng ta để mặc, nếu chúng ta không có sự nhắc nhở, nếu chúng ta không được sự giáo dục, nếu chúng ta không có đạo lý để sống thì chúng ta chỉ biết thương yêu, chúng ta chỉ biết hy sinh tất cả cho con của mình thôi. Tức là sao? Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi, nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Cha mẹ thương con, cha mẹ quan tâm con của mình hầu như không cần dạy. Đúng không ạ? Đó là bản năng, đó là một điều gì đó hết sức tự nhiên của một người làm cha, một người làm mẹ. Tuy nhiên để con cái hiếu thảo với ông bà, hiếu thảo với cha mẹ lại phải nhắc nhở, lại phải dạy dỗ. Lúc nhỏ thì đơn giản, thế giới chúng ta đơn giản chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Và trong thế giới đó cha mẹ là bầu trời, là tất cả. Tuy nhiên khi lớn lên rồi chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ bên ngoài, bạn bè, thầy cô, đồng hương, đồng nghiệp, rất nhiều những mối quan hệ khác. Và đặc biệt lớn lên xíu nữa chúng ta có vợ, có chồng rồi, có gia đình rồi, có con. Và khi mình đã có con rồi thì bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu sự quan tâm đều đổ dồn hết cho con của mình. Mình có thể bỏ ra một số tiền rất lớn để mua quà cho con mình vào ngày sinh nhật, nhưng sinh nhật của cha mẹ mình chưa chắc mình đã nhớ. Mình có thể chắc chiêu tiền để mình mua cho con mình một cái áo cực kỳ đẹp, nhưng chưa chắc chúng ta biết size áo quần của bố và mẹ mình là bao nhiêu. Mình có thể dẫn con của mình vào trong một nhà hàng sang trọng để ăn, nhưng chưa chắc chúng ta biết được món ăn yêu thích của cha mẹ mình là gì. Chúng ta cũng có thể lấy tiền để dẫn con của mình đi du lịch khắp nơi, nhưng chưa chắc chúng ta có được một chuyến du lịch trọn vẹn với cha và mẹ mình.
Đó là quy luật muôn đời, nước mắt chỉ chảy xuôi, chỉ chảy xuống mà thôi. Nói là quy luật, nhưng quy luật này có bạc bẽo không quý Phật tử? Có không? Có, con mình chưa làm được gì cho mình cả. Đúng không ạ? Còn cha mẹ đối với mình thì như thế nào? Hy sinh cả cuộc đời vì mình. Thương con là một điều hiển nhiên. Nhưng nếu chỉ thương con của mình mà không quan tâm đến ông bà, đến cha mẹ thì có phải là một người hiếu thảo, là một người đệ tử Phật, là một người có đạo đức không? Có không ạ? Thưa không. Và nhân quả nằm ở đây. Có rất nhiều người nói, dạ thưa Thầy, nhân quả công bằng. Con thương con của con quan tâm con của con, thì con của con phải quan tâm lại con. Đúng không ạ? Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Tại sao? Nếu mình chỉ quan tâm con mình, chỉ yêu thương con mình, chỉ dành hết tình cảm tốt đẹp nhất cho con mình, mà quên đi ông bà cha mẹ, sau này con mình cũng sẽ đối xử y như vậy với mình. Nên cái mấu chốt để có một đứa con hiếu thảo không phải là cho học bằng cấp này, bằng cấp kia. Không phải là con mình muốn gì cho đó. Không phải là dành hết tình cảm thương yêu cho con của mình đâu. Mà bí mật chìa khóa của việc có được những đứa con hiếu thảo là: một mặt phải thương con mình, phải dạy bảo con mình, và một mặt phải thương yêu, phải báo hiếu ông bà cha mẹ, như vậy mới trọn hiếu trọn tình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta nói quy luật tự nhiên là cay đắng bạc bẽo ở điểm nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi. Và để lật lại cái quy luật tự nhiên này, khó hay dễ quý Phật tử? Khó hay dễ? Khó lắm. Nên năm nào chúng ta cũng tổ chức Vu Lan báo hiếu, năm nào chúng ta cũng dành những bài cảm niệm để tưởng nhớ về cha mẹ, về công ơn trời biển của hai đấng sinh thành. Năm nào chùa nào cũng rất nhiều những chương trình nhắc đến đạo hiếu. Thế nhưng cuộc đời này vẫn có những đứa con vô ơn bạc nghĩa. Cái tình nhớ 2 năm trước có một đoạn video clip ở miền Tây. Lúc cụ này là người mẹ. Năm nay cái thành không biết chính xác độ tuổi, nhưng mà khoảng 80 chín mấy rồi. Thì cụ hơi bị lạnh, và cụ cũng không còn sức khỏe minh mạnh nữa. Cụ ngồi một chỗ, ăn cũng ở đó, uống cũng ở đó, và vệ sinh cũng ở đó luôn. Thế là có một đứa con gái trong video clip á, lấy một cái để hốt phân và đổ vào người mẹ của mình. Nói bà ăn được, bà đi được, tại sao bà không phải xử lý được điều này? Tay á, một tay thì hốt phân đổ vào người mẹ mình, một tay cầm cái chổi đánh vào mẹ mình. Và khi clip đó được đưa lên mạng, sau đó vài tháng mới đưa lên mạng, thì họ quay trở lại chỉ trích cô này, thì mẹ cô đã không còn nữa. Nên chúng ta thấy đó, mặc dù được nhắc nhở, mặc dù được giáo dục rất nhiều lần, đúng không ạ? Nhưng nếu để đi ngược lại cái quy luật đó thì không hề đơn giản đâu. Tại vì đâu đó không chỉ là một mà rất nhiều những đứa con vong ơn bội nghĩa. Tuy nhiên, Khải Thành tin chắc rằng quý Phật tử ngồi đây là những đệ tử Phật. Lúc sáng chúng ta đã tham gia chương trình talk show với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung rồi, đúng không ạ? Chiều nay mặc dù dự báo thời tiết sẽ mưa, rất nhiều người đã về, nhưng rất nhiều người cũng đã ở lại. Tại vì sao? Chắc chắn chúng ta dành trọn ngày hôm nay với trái tim hiếu hạnh dành cho ông bà cha mẹ, thì chắc chắn chúng ta đang có cái nhân của những người con hiếu thảo. Xin chúc mừng quý Phật tử ạ. Từ đây về sau chúng ta đi ngược lại vấn đề. Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi, nhưng đừng để nó đơn giản như vậy. Nước mắt thì cứ chảy xuôi, tức là sao? Con mình cứ thương, con mình cứ yêu, con mình cứ dạy, con mình cứ quan tâm. Nhưng hãy biết ngước mắt nhìn lên công lao trời biển của ông bà, của cha mẹ, để sau này lỡ ông bà cha mẹ chúng ta có mất, lỡ sau này chúng ta thành tựu được những người con bất hiếu, thì chúng ta không
ân hận đồng ý không quý Phật tử thân yêu. Kính thưa quý Phật tử thân mến, đừng bao giờ chúng ta đi so sánh cha mẹ mình với cha mẹ người khác. Tại vì mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người sẽ có những điều kiện khác nhau. Mỗi người sẽ có những phước báo, những nhân duyên, những nhân quả khác nhau. Tuy nhiên dù cha mẹ chúng ta có khác nhau như thế nào thì hãy tin một điều rằng cha và mẹ đều thương yêu chúng ta, chỉ khác ở cách thể hiện mà thôi. Nếu mẹ thương chúng ta bằng dòng sữa ngọt ngào thì cha lại thương chúng ta bằng chính giọt mặn của mồ hôi. Nếu mẹ thương chúng ta như một nắng ấm ban mai dễ thấy thì cha lại thương chúng ta như một cơn gió cuối ngày khó thấy. Nếu mẹ thương chúng ta bằng cách ôn tồn, hỏi han, chăm sóc, ấm áp thì cha lại thương chúng ta thông qua ánh mắt nghiêm nghị. Nếu mẹ thương chúng ta, lỡ chúng ta ăn phải một điều gì đó cay, mẹ liền đưa nước, con ơi con uống đi cho hết cay. Đúng không ạ? Mẹ thương chúng ta bằng cách đó, nhưng cha lại khác. Cha không lấy nước cho chúng ta uống, không phải cha không thương mình, nhưng cha thương chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta biết sau này lỡ cơn gió vô thường đến, cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa, thì chúng ta hãy biết nếm trải cuộc đời để trưởng thành. Nếu chúng ta vô tình bị vấp ngã, mẹ thương chúng ta, mẹ nâng chúng ta dậy hỏi con ơi con có đau không, cha lại không làm điều đó. Cha không làm điều đó không phải cha không thương chúng ta đâu, mà cha muốn dạy cho mình một bài học. Sau này cuộc đời sóng gió có đến, con có bị ngã quỵ, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép được xin vào một chút nghĩa tình cha đâu khác mẹ hiền đâu. Nên cha mẹ rất thương chúng ta, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Một câu hỏi, vậy cha mẹ thương chúng ta đến bao lâu thì hết thương? Đến bao lâu thì cha mẹ sẽ hết thương mình? À, suốt cả cuộc đời, đúng không ạ? Con dẫu lớn bao nhiêu năm tháng tuổi, mẹ hiền vẫn thấy con rất trẻ thơ. Trăm tuổi già mẹ vẫn muốn con vui, tương lai con làm tóc mẹ phai màu. Lưng còng xuống gánh đời con trẻ, để xế chiều bóng hình lặng lẽ, quạnh quẻ một mình và chỉ mình mẹ thôi. Con trưởng thành hồng má đỏ môi, mẹ lụm cụm như con cò mò cá. Con như cây tơ nõn nà phiến lá, mẹ như hàng so đũa tàn bông. Mẹ một đời cam phận dòng sông, khi lớn khi ròng ngược xuôi vất vả, mang phù sa bồi ruộng đời con. Nên cha mẹ thương chúng ta khi chỉ là một cục huyết ngưng trong bụng. Thậm chí cha mẹ thương chúng ta từ khi chưa có mặt chúng ta trên cuộc đời. Vì sao? Vì lỡ nhà có dột, cột có siêu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bố mẹ mình chịu được. Nhưng khi quyết định muốn có con thì phải xem. Nhà không được dột, cột không được siêu, cơm phải đủ ăn, áo phải đủ mặc mới dám sinh con ra. Tại vì sợ con mình cực, sợ con mình khổ. Rồi chúng ta lớn lên trong lời ầu ơ ngọt ngào của mẹ, chúng ta lớn lên trong sự thương yêu của cha, và từ từ chúng ta rời xa vòng tay của cha mẹ từ lúc nào không biết. Nếu có hỏi ai là người cha mẹ quan tâm nhất, ai là người cha mẹ thương yêu nhất, thì chắc chắn câu trả lời đó chính là mình, là chúng ta, là những đứa con thiên thần của cha và mẹ. Nhưng nếu để hỏi lại, vậy ai là người chúng ta yêu thương nhất, ai là người chúng ta quan tâm nhất, thì rất ít câu trả lời đó là mẹ và cha.
Nên nghịch lý là gì? Cha mẹ thương chúng ta nhất, quan tâm chúng ta nhất, nhưng nhiều khi người mà chúng ta ít quan tâm nhất, ít thương yêu nhất lại là cha và mẹ. Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ khác. Tại vì sao? Tại vì những mối quan hệ bên ngoài xã hội, tất cả đều là những mối quan hệ có điều kiện. Và vì nó có điều kiện, nên nếu chúng ta không dành đủ thời gian, không dành đủ tinh thần, không dành đủ tình cảm, thì chúng ta sợ mất. Mất đi bạn bè, mất đi đồng nghiệp, mất đi người yêu. Tại vì đó là những tình cảm có điều kiện. Còn ngược lại, tình cảm của cha, tình cảm của mẹ dành cho chúng ta là tình cảm vô điều kiện. Chưa bao giờ cha mẹ bắt chúng ta phải trả cả. Và có lẽ tình cảm của cha mẹ bao la vĩ đại, thiêng liêng, ấm áp và vô điều kiện quá. Từ ngày này sang ngày khác, chúng ta tắm mình trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, nên chúng ta quên. Chúng ta quên rằng cha mẹ cũng cần được yêu thương. Cha mẹ cũng có một khoảng trời riêng của mình. Có một cô bé đang đứng lấp ló ngoài một tiệm hoa. Bên trong thì có một anh chàng cao ráo, cũng 25-26 tuổi rồi. Thì anh mới mua một bó hoa rất là đẹp, và kế bên anh cũng mua một bó hoa khác nữa. Một bó hoa thì anh viết những cái dòng thư, nói: mẹ ơi, hôm nay là ngày mồng 8 tháng 3, con rất thương mẹ, con rất nhớ mẹ, con gửi mẹ bó hoa bằng tất cả sự yêu thương của con. Rồi anh gấp cái thiệp đó lại, đưa cái bó hoa đó cho một người nhân viên của bưu điện để chuyển cái bó hoa đó về nhà ở quê cho mẹ của anh. Còn bó hoa thứ hai thì anh không ghi thiệp. Tại vì sao? Tại vì bó hoa này anh dành cho người yêu của anh vào tối nay, có một buổi tối ăn uống và tặng bó hoa trực tiếp cho người yêu của mình. Sau khi anh mua xong một bó hoa thì anh cầm để đi đến với người yêu của mình, một bó hoa để gửi bưu điện về nhà. Thì anh thấy cô bé ngoài lấp ló, anh mới hỏi: có chuyện gì không? Em có cần anh giúp em gì không? Thì cô bé nói: dạ, em muốn mua một ít hoa để tặng cho mẹ, nhưng em không đủ tiền. Thì anh này mới cảm động, nó không sao cả, anh sẽ mua tặng cho em một bó hoa để em tặng cho mẹ. Nó dạ không, em chỉ cần một đóa hoa thôi là đủ rồi. Nói được, anh sẽ chọn một đóa hoa đẹp nhất để tặng cho em, để em đem về đưa cho mẹ. Cô bé rất vui. Sau đó anh mới tặng cái đóa hoa này cho cô. Cô cũng bẽn lẽn cảm ơn nhưng mà không dám nhìn mặt anh. Thì anh lại hỏi: em có cần anh giúp điều gì nữa không? Nói dạ, nếu được, bây giờ cũng đã 3-4 giờ chiều rồi, em sợ về không kịp, nên nếu được, anh có thể chữa em để em tặng hoa này cho mẹ kịp hôm nay không? Thì anh này nói: được, anh sẽ chữa em đi. Thế là cô bé đã lên xe, anh để chở đi từ con đường này đến con đường khác, từ con đường lớn đến con đường nhỏ, từ con đường chính đến con đường hẻm. Và đến nơi, nói: anh ơi, dừng lại, đã đến nơi rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Cô bé vội vàng xuống xe, cô bé chạy ngay tới một nấm mộ. Cô quỳ xuống: mẹ ơi, hôm nay là ngày mồng 8 tháng 3, may quá con kịp đến với mẹ. Và đây là đóa hoa đầu tiên trong cuộc đời con dành tặng cho mẹ. Tại vì lúc mẹ còn sống, con nghĩ mẹ sẽ sống mãi với con. Lúc này không tặng thì lúc khác sẽ tặng. Nhưng khi mẹ mất rồi thì con biết con không còn cơ hội nữa. Cô bé khóc, thắp 3 cây nhang và để đóa hoa đó trên mộ.
Anh chàng này mới thấy được hình ảnh đó, mới nghe được câu chuyện tâm sự của cô bé này với người mẹ đã mất rồi, anh mới sực tỉnh. Hóa ra mình cũng như vậy. Mình cứ nghĩ mẹ mình sẽ mãi mãi ở nhà đợi mình, không bao giờ mẹ mình bỏ mình hết á. Bố mình cũng vậy, luôn luôn là một đôi vòng tay vững chãi sẽ che chắn chúng ta mãi mãi. Nhưng nếu lỡ một mai cơn gió vô thường đến thì bó hoa kia làm sao mẹ nhận được. Thế là anh tức tốc quay trở lại tiệm hoa, anh hủy cái bưu phẩm đó, và trong đêm anh đem bó hoa đó về 70 cây số về tận nhà, quỳ lại mẹ mình và tặng bó hoa đó cho mẹ mình. Cũng may trong câu chuyện này, anh này kịp thức tỉnh. Và khi anh thức tỉnh thì bố và mẹ vẫn chờ anh quay trở về. Nhưng thử hỏi quý Phật tử đang ngồi đây nghe giảng, quý Phật tử đang xem trên sóng, lúc đó cậu mới sững sờ nói: tại sao mẹ không gọi điện cho con để báo tin? Khi cậu buộc miệng nói ra câu đó thì trong đầu của cậu nhớ, thì ra mấy tháng nay cậu đã chặn số điện thoại của mẹ mình rồi. Tức tốc cậu chạy về với mẹ. Khi chạy về, gia đình đâu còn ai nữa đâu, chồng đã mất, con chỉ có một đứa. Đậy nắp quan tài lại nhưng còn trừa la cái phần mặt để nhìn thấy lần cuối. Và đây cũng là di nguyện. Bà nhắc nhở những người lúc mà bà còn gặp lúc sống: nhớ khi nào con tôi về mới đậy nắp quan tài, tại vì muốn nhìn thấy con của mình lần cuối. Cậu về ôm lấy quan tài của mẹ mình khóc, tắp ba nén nhang, ngồi lặng lặng ở một góc phòng, đem điện thoại ra. Thì lúc đó mới phát hiện hàng trăm cuộc điện thoại nhớ của mẹ mình. Và đặc biệt trong hàng trăm những cuộc điện thoại nhớ đó còn có cả những tin nhắn nữa. Và chưa bao giờ cậu thấy những tin nhắn này, tại vì mẹ già quá làm sao mẹ nhắn tin được. Cậu cố gắng đọc kỹ lại từng tin nhắn. Đây là số điện thoại của mẹ rồi, nhưng đây có phải là tin nhắn của mẹ không? Tại vì mẹ già, mẹ chưa bao giờ biết nhắn tin. Cậu lần lại cũng hàng trăm tin nhắn của mẹ mình. Tin nhắn thứ nhất cậu đọc được: con ơi, đây là tin nhắn đầu tiên mẹ gửi cho con. Có lẽ trong những ngày tháng vừa qua mẹ làm phiền con nhiều lắm, có phải không? Mẹ xin lỗi con nhé. Từ đây về sau mẹ sẽ không gọi điện làm phiền con nữa, mẹ sẽ nhắn tin cho con. Khi nào con nhận được tin này, rảnh lúc nào con gọi lại cho mẹ lúc đấy nhé. Cậu đọc tin nhắn đó, cậu trả lời: con sẽ gọi liền, gọi ngay cho mẹ khi đọc được tin nhắn này. Cậu nhắn trả lời lại. Tin nhắn tiếp theo: con ơi, nếu lỡ mẹ có làm gì con buồn thì con tha lỗi cho mẹ nhé. 40 năm nay mẹ sống một mình nuôi con, chồng cũng đã mất, bố con đã ra đi, mẹ chỉ có một mình con là tài sản duy nhất thôi. Lỡ mẹ có làm gì con buồn, hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Con yêu dấu của mẹ, mẹ thương con nhiều. Cậu đọc tin nhắn đó, cậu lại trả lời: con xin lỗi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Tin nhắn tiếp theo: con ơi, hôm nay đã là 23 Tết rồi, mẹ vừa làm mâm cơm cúng ông Táo để đưa ông Táo về trời, và cũng đã khá lâu rồi hai mẹ con mình chưa có một mâm cơm gia đình. Con về với mẹ nhé. Cậu trả lời: nhất định con sẽ về. 25 Tết: con ơi, hôm nay đã là ngày 25 Tết rồi, mấy năm nay con chưa về quê ăn Tết với mẹ, năm nay sức khỏe mẹ đã yếu rồi, con về với mẹ nhé. Cậu lại nhắn tin: mẹ ơi, chắc chắn năm nay con sẽ về. 28 Tết, tin nhắn cuối cùng, bà viết: con ơi, chắc mẹ không đợi được nữa. Nếu con đọc được những tin nhắn này, có thể đây là những tin nhắn cuối cùng. Con dẫu xa cách mẹ, con có thể giận mẹ, con có thể trách mẹ, con có thể xa cách mẹ, con có thể chán chường với những câu hỏi của mẹ, nhưng trái tim của mẹ vẫn luôn thương yêu con. Mẹ xin lỗi của con. Cậu trả lời: con xin lỗi mẹ, con cảm ơn mẹ đã cho con cả cuộc đời này.
cậu ngồi đọc lại từng tin nhắn, trả lời từng tin nhắn, dẫu có biết rằng mẹ của mình không bao giờ có thể tỉnh lại để lắng nghe, để đọc được những tin nhắn đó nữa. Chúng ta hãy xem lại, có một lúc nào đó chúng ta đã hững hờ trước tình cảm của cha mẹ mình chưa? Có một lúc nào đó trước sự quan tâm, trước sự hỏi thăm của cha mẹ, mình cảm thấy điều đó là dư thừa chưa? Có lúc nào chúng ta nhận điện thoại của cha và mẹ, đọc được tin nhắn của cha và mẹ, chúng ta cảm thấy đó là điều dư thừa chưa? Có lẽ có rồi đấy. Nhưng chắc chắn nếu ai mất cha mất mẹ thì để một lần cha mẹ nhắn tin gọi điện, để một lần chúng ta nghe lại âm thanh con ơi con có khỏe không, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ còn được nghe nữa khi cha mẹ đã về với đất rồi, quý Phật tử ạ. Có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần, chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Có một người trải qua lần hoạn nạn, mãi về sau khép lại cửa tâm hồn, từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạng, ngọc châu và đôi mắt quý nào hơn. Ai cũng sống bằng con tim nhịp thở, mà quên đi hơi thở vốn nhiệm màu. Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu, trút hơi tàn đời sống sẽ còn đâu. Có phải khi bên đời xa vắng mẹ, mình mới hay mẹ tất cả trong đời? Có phải khi cha tạ từ dương thế, cuộc chia ly mới thấm nỗi đơn côi? Em tôi hỡi hãy về ôm lấy mẹ, ôm lấy cha thảo hiếu với huyền đường. Là đôi mắt, là hoa, là hơi thở, hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương. Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc, biết vòng tay yêu dấu đã xa rồi. Em có biết tôi mơ hoài bé dại, được mẹ bồng ru giấc ngủ à ơi. Nếu ai đã mất cha mất mẹ, không còn cha và mẹ, để hỏi ước mơ là gì? Dạ, ước mơ được một lần, chỉ cần một lần thôi, được gặp mẹ trong mơ. Thầy ơi, mẹ con đã mất được 49 ngày rồi. Thầy ơi, mẹ con đã mất được 1 năm rồi. Và con sợ quên đi mẹ. Lâu lắm rồi con chưa thấy mẹ trong mơ, thầy ạ. Đó là ước mơ của những người không còn cha còn mẹ. Còn chúng ta còn cha còn mẹ, hình ảnh của cha và mẹ còn bằng xương bằng thịt, biết đó là gia tài quý giá nhất trên cuộc đời. Dầu cha mẹ có bệnh tật, dầu cha mẹ có những tật xấu, dù cha mẹ chúng ta có nghiện ngập đi chăng nữa, dù cha mẹ chúng ta có tệ nạn đi chăng nữa, nhưng họ mãi mãi là người cha người mẹ của mình. Vì nếu không có họ thì mãi mãi sẽ không có chúng ta trên cuộc đời này. Hãy nhớ điều đó. Cũng vậy, ai giàu có ở đây, ai sang trọng ở đây, ai có nhiều tiền nhiều của ở đây, cũng đừng bao giờ xem rằng tiền là tất cả. Cứ tháng gửi tiền về cho bố, cứ tháng gửi tiền về cho mẹ là đủ. Không bao giờ đủ đâu quý Phật tử ạ. Một cô gái ở vùng quê miền Trung rất là nghèo, bỏ quê lập nghiệp, bố mẹ cũng hy sinh tất cả, và bố cô cũng mất sớm, một mình mẹ cô phải lo tất cả. Cô lên thành phố rồi cô cưới được một người chồng sang trọng, cô có được những đứa con hiếu thảo, gia đình rất là giàu có sang trọng.
Tức là 3 năm cô về một lần, 4 năm cô về một lần, thậm chí 10 năm cô mới về thăm mẹ cô một lần. Tháng nào cô cũng gửi một bức thư, con thương mẹ, con nhớ mẹ. Tháng nào cô cũng gửi 5, 6 triệu, 10 triệu về cho mẹ dưỡng già cả. Đến lúc ở nhà báo tin mẹ cô mất, cô nghe tin bình thường. Cô từ thành phố Hồ Chí Minh về với đất Quảng Trị xa xôi để tổ chức đám tang cho mẹ mình. Xóm nghèo Quảng Trị thấy cô cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là tự hào, tại vì có một đứa con rất hiếu thảo. Nhà cao cửa rộng xây cho mẹ, tiền mẹ của mình khi nào cũng có cả. Và bây giờ là mâm cao, là cổ đầy, tổ chức rất hoành tráng đám tang của mẹ mình. Ai cũng khen cô là người con có hiếu, và chính bản thân cô cũng vậy. Cô cảm thấy mình rất có hiếu, tại vì không bao giờ cô để mẹ cô thiếu thốn cả. Và cô từ lúc từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà làm tang lễ cho mẹ mình, cô không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, tại vì cô nghĩ cô là người con hiếu thảo. Những điều gì cần làm cô đã làm. Nhưng bây giờ mẹ cô mất đi, cô không điều gì phải hối tiếc cả. Cô thắp nén nhang trước lư hương quan tài của mẹ mình. Cô lặng lẽ vào phòng dọn dẹp lại mọi thứ. Có một người, đây là chìa khóa của mẹ cô trước khi mất giao lại cho cô. Và đây là một cái rương, trong đó đựng những kỷ vật. Cô mới lấy chìa khóa, cô mở ra. Lúc đó cô mới bắt đầu òa khóc nức nở. Cô chạy ra ngoài ôm lấy mẹ mình mà khóc nức nở lớn hơn nữa. Mọi người không hiểu lý do gì. Mọi người đi vào trong thì mới phát hiện trong rương đó có một bức thư. Trong rương đó có một tấm hình của chính cô lúc còn 5-6 tuổi. Và trong rương đó còn nguyên vẹn tất cả số tiền mà cô gửi về cho mẹ của mình. Con ơi, mẹ già rồi, mẹ không cần tiền. Con ơi, mẹ cần con, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mỗi lần nghe tiếng cọc cạch bên ngoài, mẹ lại choàng người dậy tưởng con đã về. Nhưng tất cả không phải. Cô đọc bức thư, cô nhìn thấy những kỷ vật thì cô mới phát hiện ra, thì ra bao nhiêu năm qua mình là đứa con bất hiếu chứ không phải đứa con hiếu thảo. Tiền làm sao mua được? 9 tháng cưu mang, 3 năm nhũ bộ của mẹ mình. Tiền làm sao có thể mua được? Những đêm bố và mẹ phải thức trắng cả đêm vì sợ con bình bệnh. Tiền làm sao có thể mua được? Và những trưa hè nắng gắt đợi ngoài cổng trường đón con mình, sợ con mình hôm nay có làm bài được không. Tiền làm sao có thể mua được những tam tháng đằng đẵng trong ngóng con về. Tiền làm sao có thể mua được những nỗi nhớ nhung da diết của cha và mẹ dành cho chúng ta. Tiền làm sao có thể mua được mái tóc bạc phơ. Tiền làm sao có thể mua được cái tấm lưng đã còng 5 tháng vì con. Nên đừng bao giờ lấy tiền làm thước đo của sự hiếu thảo. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiền là tất cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng bố mẹ cần tiền. Đằng sau cái sự thành công của cô này, của cô gái này, là bóng dáng của người mẹ, là hình dáng của người cha vĩ đại. Hiện tại cô đã có tất cả những gì của một người phụ nữ mong muốn: tiền bạc, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng mãi mãi cô sẽ không bao giờ có được tình cảm thiêng liêng đó là cha và mẹ nữa. Mãi mãi không bao giờ có thể tìm lại người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cứ mãi mê đắm đuối theo những phù du bên ngoài và cứ ngỡ đó là cứu cánh tốt nhất của cuộc đời. Và chúng ta nghĩ tiền gửi về cho bố cho mẹ là đủ rồi. Chúng ta nhớ thương là phải hiểu cái vật tử à.
bố mẹ già rồi ăn cũng không được nhiều, uống cũng không được nhiều, đi lại cũng không nhiều, tiền không cần nhiều đâu, mà cần sự thương yêu, cần sự quan tâm, cần sự chăm sóc, cần những bữa cơm gia đình, quý Phật tử ạ. Nếu ngày xưa chúng ta còn nhỏ, chúng ta làm bố mẹ vui bằng cách: bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm rồi. Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con có phần thưởng, con học sinh giỏi. Nhưng khi chúng ta lớn lên rồi thì một câu bố mẹ mong đợi nhất là gì, quý Phật tử biết không? Chỉ là một câu đơn giản: bố ơi, mẹ ơi, con đã về rồi. Chỉ thế thôi là đủ rồi, quý Phật tử ạ. Con nợ mẹ suốt đời không trả nổi, còn vay thêm giấc ngủ mỗi lần đau. Có hề nghe than thở tiếng gì đâu, chỉ đôi mắt quầng sâu mẹ khóc. Tấm lòng mẹ cứ như dòng suối ngọt, như sương đêm từng giọt mát đất trời, như gió hiền cho sóng hát biển khơi. Con quên bẵng mẹ xa xôi từng phút, con nợ mẹ từng ngón tay chăm chút, nợ ánh mắt trong hun hút khói chiều, nợ bàn chân không nghĩ dáng liêu xiêu, nợ trọn đời những điều thầm giấu kín, nợ nỗi bình an mẹ giàu nhẫn nhịn, nợ những niềm vui tỏa kín mái nhà, nợ mọi lo toan trước lúc đi xa, nợ bao dung lời thiết tha mẹ dạy. Nên ai còn cha, ai còn mẹ, hãy trân trọng điều đó. Và chúng ta biết mình đang có một gia tài vô cùng quý giá. Mỗi lần cái Thành đi tổ chức Vu Lan vào lễ cài hoa hồng, lúc đọc xong bài cảm niệm, mọi người mới bưng một cái mâm. Trong cái mâm đó có hoa trắng, có hoa hồng, có hoa đỏ. Đa số những người nào được cài hoa đỏ vui, hạnh phúc, tự hào vì mình có cha và mẹ. Tuy nhiên vẫn có nhiều người cài hoa trắng, tay họ cứ run run, chạm tay vào bông hoa trắng đó, cài lên ngực áo của mình để biết rằng mình không còn cha và mẹ nữa. Mỗi ngày nào Vu Lan năm nào được tới chùa cùng mẹ cùng cha, được mẹ cha dẫn tới chùa. Mỗi ngày nào lớn lên trưởng thành vẫn tự hào còn có cha và mẹ. Mỗi ngày nào Vu Lan đến vẫn hạnh phúc tại vì mình được cài hoa đỏ. Nhưng mà cớ sao năm nay hoa đỏ không còn mà chỉ là một hoa trắng tan tóc? Có phải chăng khi mất đi rồi chúng ta mới thấy quý, khi không còn nữa chúng ta mới bắt đầu trân trọng? Nhưng khi quý, khi trân trọng rồi thì mọi thứ sẽ không còn nữa, quý Phật tử ạ. Nên nếu ai còn cha còn mẹ, trong mùa Vu Lan này hãy sớm thức tỉnh, hãy dành những tình cảm, hãy dành những sự thương yêu, hãy dành những sự quan tâm nhất cho cha, cho mẹ của mình. Mẹ ơi, cho con nắm đôi bàn tay, đôi bàn tay ngày xưa mẹ đã ấp ủ con. Lỡ mai mẹ về với đất thì tay ai con cầm? Nên nhìn xuống đây có rất nhiều người vẫn còn cài lên ngực áo của mình một bông hoa màu đỏ, và ít nhất cài lên ngực áo của mình một bông hoa màu hồng. Thì chúng ta vẫn còn cha còn mẹ đầy đủ cả hai, hoặc ít nhất chúng ta còn một trong hai thì cũng đã quá quý rồi, quý Phật tử ạ. Còn xin chia buồn đến tất cả quý Phật tử, chúng ta đã không còn cha và mẹ hiện diện trên cõi đời này. Tuy nhiên cha mẹ có thể không còn bằng hình hài, bằng xương, bằng thịt. Chúng ta cũng không thể nói lời yêu thương cho cha mẹ nghe nữa. Chúng ta cũng không thể ôm cha mẹ mình vào lòng nữa. Tuy nhiên, trong trái tim của chúng ta, trong dòng máu của chúng ta, trong dáng dấp của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta, vẫn có sự hiện diện hai di chất
cha và mẹ. Vì vậy chúng ta hãy sống tốt, sống có đạo đức, sống biết ơn, sống trong chánh pháp Như Lai, làm nhiều công đức để làm sao? Để tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Mùa Vu Lan về nhắc đến lòng hiếu thảo. Tuy nhiên hiếu thảo như thế nào, đúng lời Đức Phật dạy mới là vấn đề quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải có tâm cung kính với cha mẹ của mình y như hai vị Phật. Gặp thời không có Phật, kính trọng cha mẹ như Phật trong nhà. Cha mẹ khó khăn về đi lại, về đời sống, chúng ta phải chu cấp đầy đủ cho cha cho mẹ của mình. Về vật chất phụng dưỡng, tuy nhiên về tinh thần phải quan tâm, phải chăm sóc cha mẹ của mình. Nhiều lúc mấy chục triệu nó không quan trọng bằng một cuộc điện thoại, một mâm cơm đầy dẫy không quan trọng một lần chúng ta về với cha với mẹ. Nên hãy quan tâm tinh thần của cha và mẹ của mình, đặc biệt là những ngày già yếu, đặc biệt là những ngày ốm đau bệnh tật. Và đặc biệt chúng ta là người đệ tử Phật, thì ngoài phụng dưỡng về vật chất, chăm lo về tinh thần, thì quý Phật tử phải ráng gieo duyên cho cha cho mẹ của mình biết đến Phật Pháp. Nếu cha mẹ mình chưa có niềm tin vào Tam Bảo, khuyến khích cha mẹ của mình có niềm tin vào Tam Bảo, trở thành người đệ tử Phật. Nếu cha mẹ của mình theo ác giới thì khuyến khích cha mẹ của mình từ bỏ ác giới, an trú vào thiện giới. Nếu cha mẹ của mình lỡ sang tham thì khuyến khích cha mẹ của mình bố thí cúng dường, mở rộng đôi vòng tay để yêu thương, mở rộng trái tim để chia sẻ. Nếu cha mẹ của mình cứ quần quật cơm áo gạo tiền mà chưa có cơ hội biết đến Phật Pháp, chưa có cơ hội khai mở được trí tuệ, hãy giúp, hãy gieo duyên cho cha cho mẹ của mình nương tựa vào chánh pháp để khai mở trí tuệ. Nên một lần nữa, bằng tất cả tâm thành của mình trong mùa Vu Lan này, hứa với lòng mình, ai còn cha, ai còn mẹ, đừng bao giờ làm cho cha mẹ mình buồn nữa. Ai lỡ mất đi cha và mẹ của mình rồi, hãy sống một cuộc sống đạo đức, làm những điều tốt đẹp, hướng nguyện về cha và mẹ của mình. Và dù cha mẹ mất đi hay cha mẹ còn ở đây, thì bằng mọi cách gieo duyên những điều tốt đẹp nhất trong chánh pháp, thì dù cha mẹ hiện tiền vẫn hưởng được ơn đức của Tam Bảo, lỡ cha mẹ đã quá cố rồi vẫn hưởng được những công đức mà chúng ta gây tạo. Bây giờ xin mời quý Phật tử, chúng ta sẽ chắp tay hướng về Tam Bảo Trang Nghiêm, hướng về bố mẹ hiện tiền, hướng về bố mẹ quá vãng, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được tăng long phước thọ. Cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được nương tựa vào chánh pháp tu tập. Cầu nguyện cho cha mẹ của chúng con sống một cuộc sống bình an hạnh phúc. Và chúng con cũng xin hướng nguyện về bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp, bố mẹ quá vãng của chúng con được tắm nhuần trong chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp, để đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật Pháp tín tu đạo màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tác Đại Chứng Minh.